Bị cô giáo bắt xin lỗi bạn, bé gái có biểu cảm cực giang hồ khiến cộng đồng mạng ngã ngửa. Cụ thể, trong đoạn clip cô bé được yêu cầu đến xin lỗi bạn mình vì đã có hành động không đúng, cô bé vẫn rất ngoan ngoãn đi tới chỗ bạn của mình, vòng tay xin lỗi. Tuy nhiên, thần thái trong lúc xin lỗi của cô bé vẫn trông khá giang hồ, vô tình dậm chân một cái, ai mà có dè, cô bạn kia càng hoảng sợ mà khóc tiếp. Biểu cảm vô cùng đáng yêu của cô bé khiến ai xem qua cũng phải bật cười, gật gù bảo rằng đây chính là hổ báo trường mẫu giáo chứ đâu. Nhiều dân mạng bình luận cô không nên đứng quay clip như thế vì trông bé rất tội. Tuy nhiên, một số khác lại cho rằng trẻ con ngây thơ hồn nhiên, cô chỉ quay lại khoảnh khắc dễ thương mà thôi, đừng đặt nặng theo suy nghĩ kỹ càng của người lớn. Một số bình luận của dân mạng để lại: con có làm gì đâu, con xin lỗi thôi mà, oan cho con quá. Rồi cái nết của bà kìa, mặt kiểu rất thỏa mãn khi bạn khóc. Cha cô, phiên bản thật đây sao, yêu quá. Mặt cười đúng kiểu, ha ha, đúng ý ta lắm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.